Bộ son đầu tiên đến từ brand là M Beauty của Chipu. Cây son này giá là 200.000 cho dung tích 6ml. Trong công thức này có rất nhiều silicone nhưng lại không có chất dưỡng ẩm. Vậy nên bạn muốn đánh chất son này đẹp thì bạn sẽ phải dưỡng ẩm môi thật là tốt trước khi đánh son. Có chất hút ẩm nè, silica đứng thứ hai nè. Bốn cái chất đầu tiên cũng là silicone luôn. Cho nên khi mình đánh cái cây son này mình sẽ có cảm giác nó trượt trên môi của mình khá là tốt. Tuy nhiên cũng chính vì cái dung môi đó mà lúc mình ăn uống hoặc là nhiều khi tay đụng phải là son đã bị tách khỏi môi rồi. Và tiếp theo là Lolitin của Ovelia, khoảng 200.000 cho cái cây son tầm 3,9g. Cái bộ son này sẽ có nhiều những cái chất dưỡng ẩm hơn. Top 1 bản thành phần của em này là nước, và đây là một cái dung môi thường thấy của các bộ son xinh nói chung. Vậy nên sẽ có thêm một vấn đề của son xinh, đó là đến tầm 3-4 tiếng sau á, cái môi của mình nếu như không được dưỡng ẩm kỹ vào trước đó, nó sẽ bị khô rúm lại. Bộ son này thì bóng ít, chủ yếu là cái sự stain màu bên dưới, cho nên là khi mà Rư đánh cái son này xong rồi Rư ăn uống đó, thì đến tầm 30 phút 1 tiếng sau là môi đã hết bóng.